Siêu toàn thể bác và anh em nhé. Ở trong ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên các bác cái mã đoa loa bãi mới, bên em mới cập bến về được lô mới nhất. Đấy, thì ngày hôm nay thì lên cho bác cái mã loa bãi Party House, model là KT510. Đấy, lô đợt này thì về được số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Số lượng nó rơi tầm khoảng 20-30 đôi gì đấy. Đấy, bên em vẫn còn đang vệ sinh tất cả các thứ ở trong kho. Đấy, và những cái đôi nào bên em đã kiểm tra và cũng như là vệ sinh sơ qua các thứ mà nó còn nguyên bản, còn zin, còn đẹp. Đấy, thì bên em bỏ ra ngoài này, bên em thông báo toàn thể bác. Ngày hôm nay thì chủ yếu là thông báo là hàng về và cũng như là về được cái mã model là KT510 của Party House. Hình thức của lô này thì quá tuyệt vời luôn. Các bác cũng phải, bên em phải khẳng định cho toàn thể bác là như vậy. Hình thức nó quá tuyệt vời. Đấy. Nói chung là về được những cái lô Party House mà nó hình thức nó được đẹp như này thì rất là khó không nhá. Đấy, tại vì là nó qua rất nhiều khâu vận chuyển. Nó nhiều cặp nó bị móp méo này, nó bị méo cái phần ê căng các thứ này, tung tem này, tung cái tem Party House ở phần đằng trước này, hay là bị gãy nhựa này, cái phần này nó là nhựa các ông nhá. Đấy, thì nó rất khó để được những cái lô hàng nó đẹp như này. Đấy, cái này thì nói chung bên em cập bến về được nó toàn bọc trong pallet thôi. Đấy, tại vì là nói chung là những lô đẹp thì nó phải bọc cẩn thận kỹ càng thì mới nhập về thì nó mới được an toàn được. Đấy, thì lô đợt này thì bên em mới bỏ ra được khoảng tầm 7 đôi, 1 này, 2 3 này, 4 5 6 7 đôi. 7 đôi ra ngoài kho. Nói chung là bày những cái cặp loa nó còn nguyên bản, còn zin. Đấy, đã kiểm tra đầy đủ rồi. Đấy, thì để ra đây cho các bác 7 đôi trước. Thông báo luôn cho các bác cái mức giá, bao giá thị trường, rẻ nhất thị trường luôn các bác nhá. Rẻ nhất thị trường luôn, bên em phải khẳng định toàn thể bác là như vậy. Riêng dòng Party House thì cái chất âm của nó thì các bác khỏi bàn nhá. Các bác khỏi bàn riêng cái chất âm của dòng Party House như này. Đấy. Dòng này thì 7 đôi này thì bên em đảm bảo zin 100%. Chưa thay thế, chưa qua sửa chữa gì cả. Tất cả nó còn nguyên bản hết, từ cái tem nhá, từ cái tem chưa dán giếc lại nhá, nó nguyên bản hết. Nói chung là chơi dòng bãi thì không thể tránh khỏi được. Đây, ví dụ những đôi này này, nó không tránh khỏi được. Ví dụ như xước sát một chút này, xước sát ví dụ xung quanh bên ngoài này, bác về lau qua này, những cái vân gỗ này nó không lộ nhá. Riêng cái phần xước sát này, chủ yếu là cái phần mặt đằng trước này, cái tem Party House nó dán ở cái phần này, logo này, thì không thể tránh khỏi được là nó bị mờ nhạt qua năm tháng, hoặc là đi vận chuyển các thứ nó bị chầy sát này, nó bị mất cái lớp mạ vàng ở bên ngoài của cái logo Party House thì không thể tránh khỏi được. Chủ yếu là các bác chơi những cái dòng sản phẩm loa bãi, chơi bãi thì không thể tránh khỏi được những cái phần xước sát như thế này. Đấy, thế nên là chủ yếu là các bác chơi những dòng sản phẩm bãi thì chủ yếu chơi cái chất của nó thôi, chứ còn vẻ bên ngoài thì không quan trọng. Nhưng mà để mà kiếm được những lô hàng Party House nó đẹp như thế này thì rất là khó các bác nhá, rất là khó luôn. Những cái lô mà nó vỏ ngoài nó được nguyên vẹn các thứ, nó đẹp này, và cũng như là cái phần ê căng nhựa nhiếc của nó được đẹp như này thì rất là khó. Đấy, cho các bác xem này, cái tem mác của nó đằng sau nhá. Tất cả những cái lô này thì nói chung là nó nguyên bản. Đấy, bên em bỏ ra các bác nhìn này. Đấy, tem mác của nó nhá, tem mác của hãng này. Đấy, vẫn còn đầy đủ các bác nhá, tem mác của hãng này vẫn còn đầy đủ này. Công suất của con này là 250W. Đấy. Đấy, model là KT510. Đấy, tất cả cái tem mác này. Đấy, hàng này hàng nguyên bản, hàng zin 100% các bác nhá. Đấy, bỏ ra mới, lô hàng mới về thì bỏ ra được khoảng tầm 7 đôi này trước, thông báo toàn thể bác. Đấy, giá bao giá thị trường 2.500.000 đồng và đã bao ship code toàn quốc. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé. Ngày mai thì bên em sẽ lên cái video cho các bác trải nghiệm cái chất âm của nó, và cũng như sẽ phối ghép những bộ dàn karaoke. Giá thành nó rẻ một chút, giá dưới 10 triệu đồng, nó rơi tầm khoảng hơn 8 triệu, 9 triệu với cái dòng Party House này, để các bác tham khảo và cũng như trải nghiệm cái chất âm của những dòng sản phẩm Party House KT510 này. Đấy. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé. Nhanh tay liên hệ để bên em sẽ chọn cho các bác những đôi đẹp nhất trong lô hàng đợt này. Đấy, quá đẹp luôn các bác nhé, nhìn nhé. Cái này về các bác lau qua này, tất cả nó là vân gỗ hết. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn, vỏ là vỏ vân gỗ. Đấy, mặt đằng trước này, các cái nhựa của nó này, về các bác vệ sinh lau qua sạch sẽ, sạch đẹp. Nó cái lô này nó bên em phải khẳng định quá xuất sắc rồi. Đấy, các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé. Số điện thoại là 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng. 2.500.000 đồng bao giá thị trường với model Party House KT510, chất âm quá tuyệt vời luôn. Ngày mai bên em sẽ lên cái chi tiết, cái chất âm và cũng như là cho các bác trải nghiệm với những bộ dàn karaoke giá dưới 10 triệu đồng với những dòng sản phẩm Party House để các bác tham khảo và để trải nghiệm các bác nhé. Và siêu toàn thể bác, hẹn các video lần sau. Siêu toàn thể bác.